tảo mộ cuối năm nhất định phải làm 8 điều này nếu không muốn kinh động tổ tiên hay cả nhà gặp họa. Thưa quý vị, cuộc sống của bạn đang yên lành, tự nhiên sau khi đi tảo mộ về thì mọi chuyện trong nhà bắt đầu xáo trộn. Nếu con cái không ốm đau thì công việc bản thân gặp trục trặc, suốt ngày bị cấp trên của trách hoặc không thì vợ chồng hục hặc. Vì tảo mộ thường diễn ra trước Tết âm lịch nên vì thế mà mấy ngày Tết không khí trong nhà như có tang sự. Bạn có nghĩ rằng bản thân bị như vậy là do lúc đi tảo mộ đã làm một việc gì đó phạm khiến kinh động tới tổ tiên hay không? Rất có thể đây là nguyên nhân đấy bạn nhé. Vì thế giới người âm dù khi còn sống có thân tình đến mấy nhưng mất đi rồi thì chúng ta là người trần mắt thịt, không thể đoán biết hết được mà để hành xử cho đúng lễ nghĩa. Do đó các thầy phong thủy đã cho biết khi đi tảo mộ cuối năm thì nhất định bạn phải làm 8 điều này để không hại cả nhà gặp họa. Cụ thể đó là những việc gì, nó ảnh hưởng ra sao tới vận khí của gia đình? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tảo mộ hay còn được gọi là chạp mả là việc dọn dẹp, sửa sang phần mộ của tổ tiên vào ngày trước Tết. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, con cháu sẽ đem hương hoa, lễ vật đến và thắp hương để mời tổ tiên về nhà ăn Tết cùng gia đình. Đây chính là dịp để gia đình, con cháu đoàn tụ, sum vầy và giải bày những tâm tư, tình cảm với những người đã khuất trong một năm vừa qua. Tảo mộ còn có ý nghĩa thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn của con cháu với ông bà tổ tiên, nhắc nhở con cháu về đạo lý chim có tổ, người có tông. Lâu dần, tảo mộ đã trở thành một nét đẹp truyền thống đặc trưng riêng của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Vì vậy, dù có đi xa nhưng vào mỗi dịp Tết, người dân Việt Nam đều dành thời gian trở về quê hương để thăm viếng phần mộ của người đã khuất. Người Việt chúng ta rất trọng tình nghĩa, vậy nên thủ tục đón rước ông bà thực ra rất đơn giản, chủ yếu là ở tấm lòng và cái tình con cháu. Thời gian tảo mộ vì vậy cũng không cố định. Nhưng mọi người thường cùng nhau tổ chức hoạt động này trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 tháng chạp âm lịch, có thể kéo dài đến hết những ngày cuối năm. Một dịp khác để tảo mộ đầu năm đó chính là tiết Thanh Minh, hay còn được gọi là tiết Hàn Thực, mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tháng 3 đẹp trời, những buổi chiều mát, người ta hãy cùng nhau đến các vùng ngoại ô hít thở không khí trong lành, phát quang bụi rậm, sang sửa lại các bộ phận. Nhưng dù là thời điểm nào thì khi đi tảo mộ, bạn nhất định không được làm 8 việc sau kẻo kinh động đến tổ tiên mà bị của trách bạn nhé. Thứ nhất là không đi tảo mộ quá muộn và trang phục phải lịch sự. Người xưa cho rằng lúc trời còn sáng là thời điểm dương khí ở đỉnh cao, thời điểm này thích hợp để tảo mộ. Nếu đi tảo mộ vào buổi chiều hoặc tối thì âm khí trong nghĩa trang sẽ nặng nề, không tốt cho việc tảo mộ, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của người đi tảo mộ. Hơn nữa, vào dịp này, thường người đã khuất cũng sẽ có ý chờ đợi sự xuất hiện của con cháu từ sớm. Do đó, đi tảo mộ sớm sẽ bày tỏ sự thành kính, hiếu lễ với tổ tiên hơn là tảo mộ vào chiều tối. Bên cạnh đó thì việc tảo mộ cho gia tộc, ông bà là điều thiêng liêng, ngày này theo dân gian còn được xem là tiết quỷ. Ngoài tháng 7 âm lịch, ngày này âm khí vượng, dương khí suy yếu nên rất dễ gặp điều không hay. Do đó, nếu đến tảo mộ thì con cháu tránh mặc áo hở hang hay nhiều màu sắc vì điều này gây phản cảm cũng như rất dễ bị các vong linh chú ý. Người mặc cũng gặp vận rủi cả năm đó nhé các bạn. Thứ hai là tránh để mộ có lỗ hổng. Theo người xưa, những ngôi mộ lâu ngày có thể bị chuột, thỏ, đào hoặc mưa tạo thành các lỗ lớn. Việc sụp mộ như thế là một điều tối kỵ, ảnh hưởng đến phong thủy, tài lộc của gia đình. Nếu lỗ hổng hay vết nứt đó ở ngôi mộ không được sửa chữa kịp thời, sẽ khiến gia đình của con cháu trên dương thế lục đục, tài lộc cũng sẽ không tụ được lâu trong gia đạo. Vậy nên, khi đi tảo mộ, thấy mộ phần của người thân bị như thế thì cần dùng xi măng để chám lại các vết nứt, lỗ thủng này, không để lỗ thủng mở rộng gây sụp mộ bạn nhé. Thứ ba là tránh để cỏ dại mọc lan tràn trên mộ. Nhổ sạch cỏ dại xung quanh mộ là việc vô cùng quan trọng khi đi tảo mộ. Đối với người sống, ngôi nhà là mặt tiền của một gia đình, còn đối với người đã khuất thì bia mộ là mặt tiền. Do không thể chăm sóc bia mộ kịp thời nên xung quanh rất dễ mọc một số cỏ dại. Lúc này phải dọn sạch những cỏ dại này. Người xưa quan niệm rằng bia mộ sạch sẽ có thể mang lại may mắn cho thế hệ mai sau, ngược lại dễ mang lại xui xẻo. Vậy nên con cháu muốn cho tổ tiên phù hộ, gia đình được thịnh vượng, phú quý thì lúc tảo mộ cần phải chú ý tới điều đó. Thứ tư là không nên dẫm đạp lên những ngôi mộ. Ở các vùng nông thôn, một số bia mộ cũ sẽ được đặt gần nhau và các ngôi mộ thường được sắp xếp theo thâm niên của gia đình. Đôi khi không có ranh giới rõ ràng giữa các bia mộ. Sau một thời gian dài, những ngôi mộ của gia đình mình sẽ rất gần với những ngôi mộ của các gia đình khác. Lúc này, bạn phải hết sức cẩn thận khi đi tảo mộ, không được bất cần dẫm lên mộ của người khác. Điều này là bất kính với người đã khuất, nếu không cẩn thận sẽ rước xui xẻo vào người và gây ra nhiều rắc rối đó bạn nhé. Thứ năm là phụ nữ có thai nên tránh đi tảo mộ.
Trước đây, khi người dân đi viếng mộ vào dịp cuối năm hay dịp Tết Thanh Minh thì hầu hết đều phải leo núi đi bộ nhiều. Điều này không thích hợp với phụ nữ mang thai. Nếu đi tảo mộ mà phụ nữ mang thai bị ngã không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con mà còn sẽ ảnh hưởng đến may mắn của gia đình nữa. Ngoài ra, tại nghĩa trang có âm khí nặng nên người ốm yếu cũng không nên đi tảo mộ, có thể khiến sức khỏe sa sút hơn. Ngoài ra, phụ nữ mất chồng 3 năm đầu thì không nên đi tảo mộ chồng hay người thân trong nhà. Dễ gây thị phi, xui xẻo sau này, thậm chí ảnh hưởng luôn vận mệnh của người vợ nếu muốn đi bước nữa. Thứ 6 là không buôn chuyện, nói những lời bất kính. Theo người xưa, khi đi tảo mộ mọi người không buôn chuyện tào lao, ồn ào náo động, đặc biệt không nói những lời xấu xí, như vậy là không bày tỏ sự thành kính với tổ tiên, là biểu hiện bất hiếu với người đã khuất. Có gia đình coi việc đi tảo mộ như trải hội nên khi quét dọn, cúng lễ xong thì ngồi quanh cười to nói lớn, còn đùa cợt những điều rõ ràng cũng là điều không chấp nhận được. Nghĩa trang là nơi dành cho người mất yên nghỉ, cần một không gian trang nghiêm yên tĩnh. Do đó, người xưa dặn khi đi tảo mộ, mọi người nên nói năng nhẹ nhàng, tránh ồn ào bạn nhé. Thứ 7 là không cúng mộ bằng trái lê. Từ đồng âm của lê là ly, có nghĩa là tách biệt và chia tay. Nên khi đi cúng tổ tiên vào ngày Tết Thanh Minh thì không được mang lê mang ý nghĩa xấu. Theo người xưa, quả đào cũng không nên xuất hiện trong mâm cúng vì quả đào tượng trưng cho sự trường thọ, thường xuất hiện trong sinh nhật của người già. Do đó, khi thờ cúng người đã mất, không nên có quả đào. Một số trái cây có thể xuất hiện trong lễ tảo mộ như quả táo mang ý nghĩa hòa bình, an vui, quả lựu có ý nghĩa đông con nhiều cháu, nhiều phước lành, hay như quả chuối, quả bưởi đều được. Và cuối cùng là tiền giấy phải được đốt sạch. Khi đốt tiền giấy tại mộ đều phải đốt sạch tiền giấy, không để lại phần thừa chưa cháy hết. Theo người xưa, tiền chưa cháy hết, tổ tiên nhận được những tờ tiền cũng bị thiếu góc, rách nham nhở sẽ không tốt. Sau khi đốt một ít tiền vàng xong, cũng cần dọn sạch cho bụi đề phòng tiền bị thổi bay, người khác lấy mất khiến tổ tiên không hài lòng. Hơn nữa, điều này có thể ngăn chặn hỏa hoạn vì chỉ một tia lửa bay đi có thể gây cháy ở bất cứ đâu bạn nhé. 6 con giáp sau đây tuyệt đối cấm mặc màu đỏ vào mùng 1 Tết Giáp Thìn. Tai ương giáng xuống đầu nếu xem nhẹ. Mùng 1 của năm mới là ngày tân niên, cũng là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ dịp Tết. Vì vậy, nhiều người tin rằng việc lựa chọn trang phục phù hợp có thể mang lại may mắn và tài lộc cho cả năm. Việc chọn màu sắc cho trang phục ngày mùng 1 có thể phản ánh niềm tin và truyền thống của mỗi người khi họ mong muốn khởi đầu năm mới với điều tốt lành và hạnh phúc. Mỗi màu sắc không chỉ là biểu tượng của sự tươi mới mà còn ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, hứa hẹn mang lại may mắn thịnh vượng và nhất là tài lộc dồi dào cho cả năm. Người xưa thường nói về rằng cây tóc là gốc con người. Vậy thì vào ngày Tết, màu sắc của trang phục cũng trở thành biểu tượng quan trọng không kém. Nó phản ánh niềm tin, quan điểm và mong muốn của mỗi người. Đặc biệt trong năm 2024, việc lựa chọn màu sắc phù hợp không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là bí quyết để thu hút tài lộc, may mắn, thậm chí là tiền bạc ùn kéo đến chật cả nhà. Bên cạnh đó cũng có 6 con giáp tuyệt đối cấm mặc màu sắc này vào mùng 1 Tết, nếu không tai ương sẽ giáng xuống. Mời quý vị cùng kênh khám phá bí mật đằng sau những sắc màu may mắn của Tết 2024 và làm thế nào để chúng trở thành chìa khóa mở cánh cửa của thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới qua video ngày hôm nay. Mùng 1 Tết nên mặc màu gì để cả năm may mắn? Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết chúng ta nên mặc những màu sắc nổi bật, tươi sáng với mong ước cả năm đều sáng, nổi bật và may mắn như những gam màu mang lại. Màu đỏ, mặc đồ màu gì vào mùng 1 Tết? Màu đỏ chắc chắn là màu ưu tiên hàng đầu khi Tết đến xuân về. Tất nhiên màu sắc này chính là màu mà bạn nên mặc vào mùng 1 để phát tài phát lộc cả năm. Từ thời xa xưa cha ông ta đã quan niệm và cho rằng màu đỏ chính là màu may mắn, tốt đẹp, vui tươi trong dịp xuân. Thấy màu đỏ chính là thấy Tết, diện đồ màu đỏ còn là tượng trưng cho cả năm đều đỏ, đều gặp may, đều vạn sự như ý. Đó cũng chính là lý do trang phục xuân, lễ Tết đều có sự xuất hiện của màu đỏ như áo dài Tết, áo quần phụ kiện màu đỏ, màu vàng. Nếu màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn thì màu vàng lại đại diện cho tiền tài, sự phát tài phát lộc. Đây là màu sắc tượng trưng cho thịnh vượng, phú quý, giàu sang. Màu vàng là biểu trưng của tài lộc, phú quý và sự hưng thịnh. Đây là tông màu nổi bật, còn đại diện cho sự ấm áp như những tia nắng mặt trời sáng chói, xua tan đi sự u ám, không may mắn. Ngoài ra khi khoác lên mình những bộ cánh màu vàng còn giúp bạn nổi bật, sang chảnh và thanh lịch hơn rất nhiều. Màu xanh lam, nếu mùng 1, mùng 2 bạn đã diện các trang phục màu đỏ, vàng với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc, phát tài thì mùng 3 bạn không thể bỏ qua màu xanh lam. Màu sắc không thiên về tông màu nổi bật, rực rỡ và được nhiều người ưa chuộng. Trang phục màu xanh toát lên nét thanh lịch sang trọng, đồng thời cũng rất sang chảnh, tạo được cảm giác thoải mái của người đối diện. Tiếp này bạn không nên bỏ qua các trang phục có màu xanh lam trong tủ đồ của mình nhé. Hai màu kiêng kỵ mặc mùng 1 Tết. Màu trắng,
Trước đây nhiều người quan niệm màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc nên tránh mặc trong ngày đầu năm. Tuy nhiên quan niệm này hiện nay đã có nhiều thay đổi, bởi màu trắng toát lên sự tinh khôi, trong sáng, được nhiều người ưa thích. Song bạn vẫn nên cân nhắc lựa chọn trang phục cho phù hợp, không nên mặc cả một bộ đồ toàn màu trắng. Màu đen, người ta cho rằng màu đen toát lên sự tăm tối, không đem lại điều may mắn. Trong ngày đầu năm mới nên hạn chế sử dụng trang phục có màu này, nếu không muốn ảnh hưởng đến vận thế cả năm. Sáu con giáp không nên mặc đồ màu đỏ mùng 1 Tết 2024. Tuy trang phục màu đỏ tượng trưng cho may mắn, được nhiều người diện vào dịp Tết, tuy nhiên Tết Giáp Thìn sáu con giáp sau đây nên tránh xa. Tý, người tuổi Tý kỵ với các màu thuộc hành kim hỏa là màu trắng, xám, ghi, đặc biệt là không nên dùng màu đỏ, hồng, tím, cam, dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng. Mão, những người tuổi Mão phù hợp với các màu như màu nâu, vàng hoặc bạc. Bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng kỵ với những màu hành hỏa như đỏ, cam. Chính vì vậy, những gia chủ tuổi Mão nên lựa chọn những vật phẩm có màu phù hợp ngày đầu năm để nhận lộc lá. Dậu, màu đỏ khiến cảm xúc của tuổi Dậu đi xuống và cảm xúc bi lụy, mặc vào ngày đầu năm mới rất dễ ảnh hưởng về sau, nhất là công việc, dễ bị rụt rè, làm gì cũng không xong, nhất là khi làm việc, người tuổi Dậu biểu hiện sợ hãi rụt rè. Hợi, những gam màu như xanh, xanh da trời, giúp tinh thần tuổi Hợi ngày đầu năm thêm thư thái, dễ dàng tập trung đạt mục tiêu và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên ngày mùng 1, tuổi này nên hạn chế sử dụng trang sức quần áo màu đỏ. Tuổi Thìn, màu đỏ có thể khiến người tuổi Thìn trở nên kích động nóng nảy, dẫn đến quyết định sai lầm, dễ bị người xấu lợi dụng. Tuổi Ngọ, màu đỏ có thể khiến người tuổi Ngọ dễ bị lừa gạt và chiếm đoạt tài sản, có thể tạo ra rắc rối trong chuyện tình cảm và gia đình đối với người tuổi Mùi, khiến người tuổi Ngọ dễ gặp tai nạn và bệnh tật. Để giải quyết tình huống này, những người thuộc các tuổi nêu trên nên hạn chế sử dụng vật dụng màu đỏ và màu hồng trong ngày Tết. Nếu không thể tránh khỏi, họ có thể treo thêm các vật phẩm phong thủy có màu sắc tương sinh để giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của màu sắc này.